Dan Khôi showbiz, hai mỹ nhân chơi chung Thúy Ngân là Ngọc đều từng đóng vai phụ mờ nhạt, gặp nhau là đỏ dáng khoe cơ. Lan Ngọc và Thúy Ngân được xem là cặp bạn thân đắt giá của làng giải trí Việt. Cùng hoạt động nghệ thuật, hai nữ nghệ sĩ được công chúng công nhận về tài năng và nhan sắc. Mỗi khi xuất hiện chung khung hình, bộ đôi mỹ nhân đều khiến công chúng xuýt xoa trước khoảnh khắc cặp đôi visual. Dù bận rộn công việc, Lan Ngọc và Thúy Ngân đều sắp xếp thời gian dành cho những mối quan hệ bạn bè. Vì vậy, người hâm mộ không khó để tìm ra các khoảnh khắc thân thiết của hai người đẹp trên mạng xã hội. Đều là mỹ nhân hàng đầu Vbiz, bộ đôi nữ diễn viên khiến fan khó lòng rời mắt trước vẻ đẹp và thần thái ấn tượng. Trong khi Lan Ngọc sở hữu vẻ đẹp sắc sảo thì Thúy Ngân lại gây sao xuyến bởi nhan sắc ngọt ngào và nền nã. Nhan sắc thuộc hàng top đầu của Vbiz, hai người đẹp thường được dân tình đặt lên bàn cân so sánh với các khung đo nhan sắc tiêu chuẩn. Trong đó, khi điều chỉnh theo tỷ lệ vàng, cả hai mỹ nhân 9x đều khiến dân tình bất ngờ. Trong khi Lan Ngọc có nhiều chênh lệch thì Thúy Ngân lại có đường nét khuôn mặt gần khớp với khuôn mẫu. Tuy nhiên, công chúng phải công nhận rằng vẻ ngoài của cả hai còn hài hòa và đẹp hơn cả khung tiêu chuẩn. Không chỉ nhan sắc xinh đẹp, cả hai còn trở thành hình mẫu mơ ước của nhiều chị em khi sở hữu hình thể nuột nà và đường cong nóng bỏng. Màn đỏ eo thon của bộ đôi mỹ nhân từng khiến người hâm mộ xôn xao một thời gian. Là những người bạn thân thiết, Lan Ngọc và Thúy Ngân đều hướng đến lối sống lành mạnh, chăm tập thể thao để có vóc dáng nuột nà. Ninh Dương, Lan Ngọc và Thúy Ngân là hai nữ diễn viên nổi bật của màn ảnh Việt. Cả hai đều được đông đảo khán giả yêu thích trước vẻ ngoài xinh đẹp, diễn xuất tài năng và rất lăng xả khi tham gia game show. Thế nhưng ít ai biết rằng hai mỹ nhân đình đám trước khi nổi tiếng đều từng đóng vai phụ nhạt nhòa trong phim Gia đình phép thuật. Gia đình phép thuật là bộ phim gắn liền với ký ức tuổi thơ của nhiều thế hệ 8x, 9x và được lên sóng vào năm 2009. Phim với sự tham gia của dàn diễn viên đình đám thời kỳ đó như Hòa Hiệp, Đinh Toàn, Lý Thanh Thảo, Vân Trang, vân vân. Khi ấy, Ninh Dương Lan Ngọc mới chỉ là một cô nàng 19 tuổi vừa chạm ngõ điện ảnh. Dù chỉ là một vai phụ mờ nhạt nhưng cô vẫn ghi điểm với gương mặt bầu bĩnh đáng yêu và diễn xuất ấn tượng. Sau này, Ninh Dương Lan Ngọc bắt đầu thành công và được nhiều khán giả biết đến khi vào vai nương trong phim Cánh Đồng Bất Tận. Sau 13 năm cố gắng, nữ diễn viên trở thành ngọc nữ màn ảnh Việt. Cô từng tham gia rất nhiều bộ phim đình đám như Gái Già Lắm Chiêu, Cô Lại Vợ Bầu, Mối Tình Đầu Của Tôi, Cô Ba Sài Gòn, 1990 vân vân. Nữ diễn viên còn được ưu ái gọi là đại mỹ nhân của màn ảnh Việt. Tuy nhiên, Lan Ngọc vẫn rất khiêm tốn không dám nhận danh xưng này vì cảm thấy bản thân còn phải cố gắng nhiều hơn nữa. Giống như Ninh Dương Lan Ngọc, Thúy Ngân cũng từng đảm nhận một vai diễn phụ khá nhạt nhòa trong Gia Đình Phép Thuật. Được biết đây là một bộ phim đầu tay của cô nàng khi bước vào lĩnh vực diễn xuất. Vai diễn của Thúy Ngân chỉ xuất hiện thoáng qua ở hai tập đầu với một vài câu thoại ngắn, hoàn toàn làm nền cho các nhân vật chính. Thế nhưng sau 13 năm, Thúy Ngân đã có màn lột xác ngoạn mục. Nữ diễn viên thật sự tỏa sáng sau khi tham gia phim Gạo Nếp Gạo Tẻ vào năm 2018. Tiếp nối thành công, cô nàng để lại ấn tượng khi đóng Hải Đường Trong Gió, Gạo Nếp Gạo Tẻ 2 và Cây Táo Nở Hoa. Bên cạnh đó, Thúy Ngân còn được khán giả yêu thích vì sự hài hước vui nhộn khi tham gia các game show như Bảy Nụ Cười Xuân, Running Man Việt Nam vân vân. Cô còn hai lần nhận được giải thưởng nữ diễn viên điện ảnh truyền hình được yêu thích nhất tại lễ trao giải Mai Vàng. Bước sang độ tuổi U40, Lan Ngọc và Thúy Ngân đều tạo dựng được danh tiếng riêng trong làng giải trí. Với sắc vóc và tài năng nổi bật, cả hai trở thành những cái tên được săn đón ở nhiều lĩnh vực như phim ảnh, mẫu ảnh vân vân. Nhờ lao động chăm chỉ, bộ đôi người đẹp sở hữu tài chính vững vàng, cả hai đều có cuộc sống sung túc, thường xuyên đi du lịch sang chảnh.